Ấn Độ bầu dân biểu quốc hội giai đoạn 4 tin từ Panaji. Cuộc bầu cử quốc hội Ấn Độ giai đoạn 4 được bắt đầu trong ngày hôm nay. Cuộc bầu cử 543 dân biểu Ấn Độ chia ra 9 giai đoạn sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 5 và kết quả cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 5. Cuộc bầu cử vào ngày hôm nay diễn ra ở tiểu bang Khwa tại thủ phủ Panaji, thì dân chúng đứng xếp hàng để chờ bỏ phiếu. Thủ tướng Manohar Parrikar của tiểu bang là một trong những người đi bỏ phiếu sớm và nói rằng cuộc bầu cử ở Goa sẽ phản ánh sự hài lòng của dân chúng đối với nỗ lực 2 năm qua của chính quyền. Kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy là đảng BJP hứa hẹn canh tân, tạo công ăn việc làm và sẽ dẫn đầu kết quả bầu cử, nhưng không đủ túc số quá bán dân biểu trong quốc hội để tự thành lập chính phủ. Tuy nhiên thì kết quả cũng có thể nằm ngoài tiên đoán vì sự trỗi dậy của đảng người bình thường do nhà tranh đấu chống tham nhũng Arvind Kejriwal lãnh đạo.